hơn một năm qua với phương châm chống dịch như chống giặc và quyết tâm khi nào hết dịch mới về nhà. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã ngày đêm ăn láng ngủ rừng, sát cánh cùng các lực lượng chức năng cắm chốt chống dịch, tham gia hoạt động tại các khu cách ly, các điểm nóng COVID để giữ vững trận tuyến phòng dịch nơi biên giới, đồng bằng và vùng biển đảo. Song song đó, trong các trận bão lũ số 9 và số 10 năm 2020, lực lượng biên phòng Quảng Nam lại căng mình tham gia cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân giảm thiểu mất mát, đau thương, khắc phục hậu quả lũ lụt. Ở nơi đâu khó khăn, vất vả, hiểm nguy, đều có các anh, những người lính biên phòng. Hơn một năm qua, ngày cũng như đêm, các lực lượng cắm chốt trên tuyến biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn âm thầm lặng lẽ vượt qua muôn vàn khó khăn để bám trụ cắm chốt. Hàng ngày, các chiến sĩ biên phòng bám sát từng đường mòn để kiểm soát chặt chẽ người dân qua lại biên giới, tránh tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép, nhằm kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Nam. Đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 6 điểm chốt kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch tại các tuyến đường ra vào khu vực biên giới. Không chỉ tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, bộ đội biên phòng đã thành lập 10 tổ giám sát phòng chống dịch ở cấp thôn, vận động 700 hộ dân ở hai xã La Dê và Đắc Tôi ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, không tụ tập đông người, dừng các hoạt động lễ hội, cưới hỏi trong thời điểm có dịch. Bộ đội biên phòng khu vực cửa khẩu Nam Giang đã phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tại gia đình cho hơn 100 trường hợp từ các địa phương có dịch về sinh sống. Đối với cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 á, thì chốt thường xuyên tổ chức những cái tổ để thay nhau đi tuần tra dọc biên giới, đảm bảo được cái sự nguyên trạng của hệ thống đường biên của các quốc giới, cũng như chú ý quan sát các dấu vết của các đối tượng xuất nhập cảnh vượt biên giới trái phép. Thông tin cho các bản dọc biên của bọn Lào cùng nhau phối hợp ngăn chặn dịch bệnh, thì từ đó thì bà con hai bên biên giới cũng đã dừng hẳn các hoạt động qua lại. Tỉnh Quảng Nam có hơn 157 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có hai cửa khẩu chính cùng nhiều đường mòn, lối mở, nên tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép, trốn dịch có thể xảy ra, mang theo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 rất cao. Đề phòng chống dịch bệnh hiệu quả, các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới Việt-Lào đã tăng cường tuần tra, lập chốt, kiểm soát từ đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nội địa, đem lại bình yên cho đồng bào biên giới. Ngay từ những ngày đầu chống dịch COVID đến nay, ngoài 129 cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại 21 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới, bộ đội biên phòng tỉnh còn tổ chức hơn 30 tổ tuyên truyền lưu động đến tận các thôn, bản, đồng bào biên giới để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách thức phòng ngừa, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Ngoài ra, bộ chỉ huy hiện nay đang tiếp tục tăng cường hơn 70 cán bộ chiến sĩ gồm của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và của bộ chỉ huy quân sự tỉnh lên tăng cường cho các chốt, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của bọn tăng cường tuần tra kiểm soát khóa chặt hai bên biên giới, nắm chắc tình hình số công dân của Việt Nam hiện nay ở khu vực ngoài biên đối diện, đề phòng những cái tình huống liên quan đến cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
riêng năm 2021, trước sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19, bên cạnh việc quản lý chặt chẽ người qua lại các cửa khẩu tại huyện Nam Giang và Tây Giang, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng còn ngày đêm căng mình với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt chặn, trạm kiểm soát trên dọc tuyến biên giới. Các đơn vị đã triển khai lực lượng cắt cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ dựng lều, cắm chốt trong rừng tại các nơi có đường mòn, lối mở qua biên giới, thay nhau túc trực, tuần tra kiểm soát, giám sát biên giới 24/24 giờ, không để cho người dân qua lại biên giới trái phép. Trong điều kiện muôn vàn khó khăn nơi biên giới, chúng ta thường bắt gặp những hình ảnh ăn núi, ngủ rừng như thế này của lực lượng biên phòng cắm chốt dọc biên giới của hai huyện Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Dẫu gặp nhiều khó khăn, vất vả, đối mặt với vô vàn hiểm nguy, nhưng ý chí, lòng quyết tâm của những người lính biên phòng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Suốt một năm qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng cắm chốt chống dịch đã không về nhà, gác lại nhiều niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xác định cuộc chiến chống dịch bệnh COVID sẽ còn dài, lực lượng cắm chốt đã tiến hành tăng gia sản xuất để đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ, bằng mọi giá phải giữ được bình yên nơi vùng biên, vì bản làng, vì biết bao gia đình, thôn xóm ở phía sau tuyến đầu. Với cái tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp, đặc biệt là cũng đã xác định rất tốt cái việc có thể là phải lâu dài, cho nên là cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai các cái công việc để tự đảm bảo cho cái quá trình thực hiện nhiệm vụ và ăn ở sinh hoạt tại các cái điểm chốt này. Song song với công tác chống dịch nơi tuyến biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam còn phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh triển khai lực lượng tại nhiều điểm chốt, khu tập trung cách ly trên địa bàn. Tại địa bàn du lịch trọng điểm thành phố Hội An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt, tiếp đón và tiến hành cách ly những người có nguy cơ cao nhiễm dịch COVID-19. Nhiều khách du lịch bị mắc kẹt lại do dịch COVID-19 đã được tạo điều kiện cách ly tại các cơ sở lưu trú hay các khu cách ly tập trung, đều cảm thấy an toàn và ấm lòng trước sự quan tâm của chính quyền các địa phương, sự chăm lo, kiểm soát của các lực lượng chức năng, trong đó có những người lính biên phòng. Những cái chiến sĩ quân hàm xanh tham gia tích cực trong cái công tác là cùng với các lực lượng tổ chức các cái khu cách ly, trong đó có khu cách ly từ trường nông dân, để mà giải quyết cái nơi cách ly cho hàng trăm cái du khách nước ngoài mà là F1. Và qua đó thì với cái sự tận tình hiếu khách của mình thì cũng đã đem lại cái niềm tin cũng như là cái ấn tượng rất tốt đẹp cho du khách nước ngoài đối với lại đất nước Việt Nam, Quảng Nam cũng như là Hội An. Là lực lượng gần dân, sát dân, nên lực lượng biên phòng Quảng Nam nơi vùng cao biên giới hay nơi đồng bằng vùng biển của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tích cực tuyên truyền cho nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19, để nhân dân yên tâm, không hoang mang trước tình hình dịch bệnh, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện tốt công tác chống dịch như chống giặc. Mặt trận phòng chống dịch COVID-19 chưa ngơi nghỉ, thì cán bộ chiến sĩ biên phòng Quảng Nam lại lao vào cuộc chiến cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và số 10 năm 2020. Đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân miền núi và vùng ven biển của tỉnh Quảng Nam. Khi có thông tin về cơn bão, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam
đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương đưa hàng ngàn người dân về nơi tránh trú an toàn. Trụ sở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh trở thành nơi tiếp nhận trên 500 người dân của thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ về tránh trú ăn ở. Tại địa bàn miền núi Quảng Nam, lũ quét, lũ ống đã khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng và bị thương, nhiều ngôi làng bị xóa sổ. Trong bão lũ, lực lượng biên phòng Quảng Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xuyên đêm, xuyên rừng, mở đường để kịp thời đến các địa điểm sạt lở, lũ quét, lũ ống để tham gia việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nhằm giảm thiểu số người tử vong và tổ chức di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn. Dầm mình trong mưa lũ, hiểm nguy trực chờ do tình trạng sạt lở đất, lở đá, lũ quét, lũ ống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đều nêu cao tinh thần người lính Cụ Hồ, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên và an toàn của người dân. Mệnh lệnh trái tim, mệnh lệnh của người lính đã thôi thúc các anh vượt qua mọi hiểm nguy để có mặt kịp thời, đồng cam, cộng khổ với nhân dân, giúp nhân dân phòng chống bão lũ hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả của thiên tai để sớm ổn định lại cuộc sống. Tình cảm giữa người dân và bộ đội biên phòng trong gian khó cứ thế được vun đắp, bền chặt và ngày càng gắn bó như người thân trong gia đình. Hơn một năm qua, lặng thầm cống hiến, hết mình vì nhân dân, những người lính quân hàm xanh đã luôn sát cánh với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, vừa giữ vững phòng tuyến chống dịch COVID-19, vừa kịp thời tham gia tích cực hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong các đợt bão lũ. Chính tinh thần sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào của người lính Cụ Hồ, những chiến sĩ mang quân hàm xanh Quảng Nam đã nhận được sự tin yêu của chính quyền và người dân trên địa bàn. Đó cũng chính là phần thưởng tinh thần vô giá dành cho các anh, những người lính nơi tuyến đầu. Tôi đánh giá rất cao kết quả anh em tuần tra bảo vệ tốt cái tuyến biên giới này trong hơn một năm qua. Tôi cũng tin tưởng rằng trong thời gian đánh với tinh thần đoàn kết phối hợp các lực lượng biên phòng, quân sự và dân quân ở địa phương sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới để bảo vệ chủ quyền, đồng thời phòng chống dịch COVID xâm nhập. Trong một năm đầy thử thách do dịch bệnh và bão lũ, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã luôn có mặt kịp thời, kề vai, sát cánh cùng bà con nhân dân vượt qua mọi gian khó, phát huy lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng bộ đội biên phòng trong thời chiến cũng như thời bình. Non xanh nước biếc trùng trùng, giữ gìn tổ quốc, ta không ngại ngùng gian lao. Dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, diễn biến thiên tai thì khó lường. Do đó, nhiệm vụ trong thời bình của những người lính biên phòng vẫn còn bộn bề, chông gai và gian khó. Dẫu vậy, những người lính biên phòng Quảng Nam vẫn luôn lạc quan, động viên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.